Hello, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay mình về rất nhiều hàng luôn. Và đặc biệt lần này có những chiếc máy Galaxy Note 9 phải lâu lắm rồi. Lâu lắm mình mới về được hàng như đợt này. Những chiếc điện thoại mình đã test mất mấy ngày ấy, thì hôm nay là xuất kho là để bán. Những chiếc Galaxy Note 9 rất là ngon đó. Và mình về rất là nhiều luôn, phục vụ cho anh em cả nước luôn. Thì lần trước mình cũng có về chiếc Galaxy S9 ấy, thì được anh em ủng hộ rất là nhiều. Thì cũng như vậy thì mình đã cố gắng mình lấy được những chiếc Galaxy S9 này về toàn Hàn Quốc nha, toàn máy Hàn thôi. Đó, rất là nhiều luôn. Hình như đây là không phải S9 sao? Đây là S20 FE này. À cái này thì mình sẽ làm clip sau nhá. Note 10 Plus. À đây là máy không phải Note 9. Đó. Note 9 bỏ qua cái này clip sau đi. Mình chỉ làm những chiếc Note 9 thôi. Hình như ở đây cũng là S20 FE, S20 FE cũng rẻ nhá. S20 FE là toàn bản chip Snapdragon 865 bản 5G ấy. 865 nhá. Mà giá cũng rất là rẻ thôi. À đây là iPhone này. À đây, nó 20 FE đây. Thôi, S20 FE đi sau đi. Bây giờ tập trung vào Note 9 thôi. Đó, đây Note 9 này, Note 9 này, nhiều lắm. Đây này. Note 9 này. Đấy nhá. Thì ngày hôm nay thì mình làm clip thì mình giới thiệu ở cái hàng này, và ngày xưa thì mình làm nhiều rồi. Thứ nhất anh em đã chọn mua rồi, thì ngày hôm nay thì mình phải nói thật với anh em là mọi người là đợt này Note 9 nó rất là nhiều hàng, nhưng mà hàng nó làm lại, nó đóng lại nhiều lắm. Thế nên lấy được cái lô hàng ngon này thì phải giới thiệu cho anh em mọi người ngay. Bởi vì nó không có nhiều, không phải là quá nhiều. Đó, nhưng mà quan trọng nhất là nó zin nhá. Đủ màu luôn. Đây mình sẽ bóc dần dần đây nhá. Đó, thì cho mọi người xem, mọi người cách biết cách chọn mua được cái chuẩn nhất, hoặc là mọi người có thể biết là mình đang bán, mọi người có thể liên hệ mình để mọi người mua. Thì giống như S9 lần trước mình bán toàn quốc rồi, mình bán nhiều vô cùng luôn. Thì đến giờ Note 9 nhá, đây này, màu xanh này. Đó, có cả bản 512 nhá, có cả bản 512GB. 512GB màu xanh này. Lẫn bản 128, rất là nhiều loại luôn, 512 này. Thì giá giờ nó rẻ thôi, giá giờ chỉ hơn 5 triệu thôi nhá. Bản 128 hay là bản 512 thì đắt hơn mấy trăm thôi. Không đáng kể. Thế nên là mọi người mà đang săn 512 thì mọi người phải liên hệ mình ngay. Bởi vì 512 thì mình về không nhiều, như là 128, 128 thì nó đa dạng hơn nhiều rồi. Đó, màu trắng này. Ôi màu trắng nhiều thế. À, màu xanh, màu trắng nhá. Đó. Tiếp nữa này, màu xanh tiếp này. Đó, mà đây là toàn máy đẹp nhá, màu tím này. Đây, màu tím này. Đây, màu tím tiếp này. Đó, toàn là máy đẹp thôi. Màu tím này. Đây, màu tím này. Đó. Ok, để xem sao có màu gì khác không nào. Xanh, tím, trắng. Chắc là đủ màu thôi. Chứ còn lần này lấy nhiều mà liên hệ trực tiếp về Hàn về. Đó, chứ còn anh em được biết là nếu mà đợt này mà còn có nhiều hàng như ngày xưa ấy, thì hơi khó. Bởi vì mình thì mình cũng hạn chế lấy hàng từ Trung Quốc. Trung Quốc đợt này đang giãn cách xã hội không hàng, thì là mình lấy được hàng từ Hàn Quốc rất là nhiều nhá. Đó, đây này, màu nâu này, màu này hiếm này. Đây đen đây. Đó, đen này. Toàn từ Hàn thôi, toàn máy Hàn thôi. Đen này. Mỹ thì gần như không về rồi. Mỹ thì giờ xa lắm. Thực ra Mỹ về đến Việt Nam toàn Trung Quốc sách về thôi. Chứ còn thẳng từ Mỹ về Việt Nam không có. Đây mình phải nói thật đấy. Đó, nhiều màu luôn. À, có màu bạc này, màu xanh bạc nhé. Màu này hiếm luôn, màu đồng, nâu đồng, màu xanh bạc, hai màu khá là hiếm. Đây, màu đen tiếp này. Đây, màu xanh bạc này. Đó, màu xanh bạc này. Màu này cũng hiếm này. Đó. Đây, màu xanh bạc này. Đó, nhiều vô cùng luôn, thoải mái cho mọi người lựa chọn. Mọi người nào đang cần tìm 512 thì liên hệ sớm nhá. Không là là hết 512 đấy. Đây, 512 màu xanh này, 512 màu xanh rất nhiều. Màu xanh đa phần là 512. Đó, chứ màu xanh thì gần như không có 128. Mình chưa nhìn thấy màu xanh 128 nào bao giờ. Đó, nó thật là như vậy. Nó nhiều á. Đây thì nhìn thấy có màu xanh 512 với cả màu bạc nhé. Đúng rồi, xanh 512. Đa phần là xanh 512 mà. Ngày xưa mình làm clip mình chưa nhìn thấy một con 128GB bản Hàn, 128GB màu xanh nào. Đây đen. Ok. Thế là đủ màu. Thì đây là hoàn toàn là những chiếc máy là mình chọn là chiếc máy kem. Đẹp. Nói chung là gần như không biết xước. Nhưng mà mình có phân là 95. Ví dụ nhé. Ví dụ này. Mình nhìn thấy luôn này. Ví dụ như chiếc màu nâu này nhá, thì nói thật với lại cả mọi người ấy, là S9 hay là Note 9 ấy, thì cái vân tay nó rất là buồn cười, nó hay bị chóc kiểu như này này. Đây này. Nhiều khi chúng ta chỉ cần lấy tay chúng ta cậy này. Đấy là nó bung rồi này. Đó, thì những chiếc máy này ấy, viền rất là đẹp, nhưng mà cái vân tay như này thì mình bán thành mã 95 nhá. Thì mã 95 thì rẻ thôi. Mã 95 thì hiện tại bây giờ mình bán tầm 5,5 triệu. Đó, mình nói thật là như vậy. Bây giờ là như vậy nhá, bây giờ là cuối tháng 4 của năm 2022 ấy. Chứ không phải là sau này thì mọi người xem, mọi người cập nhật website cho mình. Đó, thì bây giờ là mình bán rẻ nhất hiện tại là 5,5 triệu.
với những chiếc máy này. Đa phần là hàng nguyên bản nhá, toàn viền đẹp nhá, không phải là viền xấu như là S9 ngày trước đâu. Ngày trước thì là có S9 xấu, nhưng mà lần này ấy, thì về mình chọn kỹ hơn. Nó đẹp thì mình lấy, xấu mình không lấy. Bởi vì Note 9 thì dù sao nó rất là đẹp mà nó rất là ngon, rất là xịn, thế nên là xấu mới đắt tiền nữa. Xấu thì hơi khó bán. Đó. Thì ví dụ trước sơn này thì mình bán rẻ thôi. Đó, còn những chiếc máy mà này thì đa phần nó đẹp hết. Đó, mình sẽ lọc cho mọi người nhìn nhá. Đây là ví dụ như màu nâu này, màu nâu thì duy nhất một chiếc đang bị nhá, còn lại rất là đẹp này. Đó, đây là màu nâu này, màu nâu 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 đồng này. Đó, mình để sang bên này nhá. Nhiều quá. Đó, đây là màu tím nhá, màu tím thì màu xanh này hiếm này. Màu xanh này chắc là cũng chỉ về được khoảng 5 cây thôi, chứ không nhiều, 4-5 cây gì đấy thôi, không nhiều như là màu đen và màu trắng, màu đen và trắng nhiều hơn. Màu xanh này chỉ toàn là 128 thôi nhá, thì nó không có cái dung lượng cao. Đó thì dung lượng cao thì để mình xem nào. Mình bỏ nó sao nhá. Màu nâu này toàn 128 này, màu đen xem nào. Màu đen này là cũng là 128 hết. Đó, màu đen là 128 thôi nhá. Đây này. Đó. Màu đen cũng chỉ có 128 thôi. Màu tím này thì màu tím cũng vậy, nó chỉ có 128 thôi này. Đó, màu này đó chỉ có 128 thôi. Đây, màu trắng thì có một cây 512. Màu trắng cũng có một cây 512 nhá. Đó. Có mọi người nhìn nhá. Toàn bộ màu xanh này nó chỉ có 512 thôi. Ngày trước mình cũng đã làm một clip hướng dẫn chọn mua cái Samsung của Hàn đấy. Đó thì riêng cái màu xanh này này, màu xanh xanh biển sâu này. Đó, thì nó chỉ có cái màu chỉ có bản 512 thôi nhá. Rất là đặc biệt. Thế nên là chúng ta đang cần màu 512 thì mình không có về nhiều đâu, mình nhớ là mình gọi được 20 cây. Mình lấy được 20 cây sách về. Nhưng về đến đây thì mình chọn thì mình chỉ lấy được thế này thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cây 512 thôi. Đó, hôm nay là về là chưa bán đâu nhá. Thì chỉ được 8 cây 512 thôi, còn lại là 128 rất là nhiều. Giá thì mình nói lại này. Chỉ từ hơn 5 triệu một tí thôi nhá. Chi tiết thì mọi người vào website msm.vn để xem, mình có để link ở dưới mô tả đấy, hoặc là mọi người có thể là liên hệ trên Facebook bên mình là msm.vn, inbox vào comment vào cái video này ấy, thì mình sẽ báo giá nhé. Tại vì là giá mình không thể báo cụ thể được, bây giờ mình báo là hơn 5 triệu, nó là cuối tháng 4 của năm 2022. Nhưng mà ví dụ như là mọi người tầm cuối năm nay mọi người xem lại cái clip này ấy, thì nó rẻ hơn rồi. Mọi người có thể nhìn lại website bên mình và cũng có thể là không còn hàng, bởi vì là nói thật với mọi người là mình về hàng rất là nhiều, mỗi lần mình về nhiều lắm, bởi vì máy khá là tốt đấy, thế là mọi người đã biết đến rồi, anh em ở Việt Nam đã biết đến rồi, thì mua rất là nhiều. Mình bán nhanh lắm, chỉ nhoáng cái là đã hết cái lô máy này thôi. Thế nên là nếu mọi người nào đang tìm những chiếc Note 9 ngon đấy thì mọi người liên hệ ngay nhá. Còn bây giờ ấy, thì mình sẽ nói lại là đến thời điểm bây giờ nó là quá là lâu rồi, Note 9 ra được mấy năm rồi, 4-5 năm rồi. Thế nên là cái trường hợp mà chúng ta mua được những chiếc máy cũ này ngon nó không phải dễ đâu. Thì ngày trước đã không dễ rồi, nhưng bây giờ càng không dễ. Rất là may, vấn đề cái là hiện tại bây giờ là Trung Quốc người ta đang bị giãn cách xã hội, thế nên là người ta không có thời gian để người ta đóng máy lại, thế nên về máy dựng về Việt Nam không nhiều. Nhưng mà mình vẫn muốn làm clip này để cảnh báo mọi người, để hướng dẫn mọi người cách chọn mua, hoặc để mọi người tin tưởng bên mình hơn, để mọi người có thể lựa chọn được một chiếc máy ngon nhất, ví dụ như là Note 9 chuẩn, nhưng mà mọi người phải mua về hàng dựng, hàng thay lưng, hàng đóng lại, hay là đen nhất là hàng fake thì cũng khá là đen cho mọi người, đúng không? Đó, thì các mọi người xem phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chọn mua nhé. Thì bây giờ mình sẽ nói lại tiếp này, bắt đầu vào mình sẽ nói lại này. Là hiện tại Note 9 là chỉ có những cái màu như này thôi. Mình về là gần như đủ màu hết, chỉ có những màu như này, đây là bản Hàn nhé, còn bản Mỹ thì lại khác nhé. Bản Mỹ hoàn toàn là khác nhé, đây là chỉ áp dụng cho máy Hàn thôi nhé. Đó, Mỹ thì bây giờ không về nữa rồi, mình nói thật vậy, Mỹ từ trước đến nay chỉ có qua Trung Quốc để về Việt Nam thôi. Mà Trung Quốc bây giờ đang giãn cách xã hội thì không có. Mà chứ không thể nào mà sách trực tiếp từ Mỹ về được, sách trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam chắc chỉ cầm được 1-2 cây chứ không cầm được nhiều đâu. Không cầm số lượng để cho mọi người mua đâu, và Mỹ đa phần là từ Trung Quốc về Việt Nam hết. Một cái hội Chinatown nó đóng ở toàn các nơi trên thế giới, mà bên Mỹ rất là nhiều ấy, thì dồn máy và xuất về thẩm quyến, và về thẩm quyến sẽ được lắp ráp và chọn được những con máy ngon thì không sao, nhưng máy lắp ráp thì bé lắm. Đó, thế nên là mình video này chỉ mình hướng dẫn bản Hàn thôi nhá. Thì việc đầu tiên để nhận biết được những chiếc máy Hàn chuẩn ấy, thì chúng ta cũng được biết là nó những con năm màu như này. Đó, là màu xanh, màu trắng, màu đen, màu tím và màu nâu đồng nhá. Nó chỉ có 5 màu này thôi, chứ còn nếu nó không có cái màu 6 màu, chú quên nhầm, 6 màu có thêm cái màu này nữa, nhiều khi làm rối, có 6 màu đó. Thì có thêm cái màu bạc này, cái màu bạc xanh này, nó hơi ngả xanh đấy. Đó, thì là nó có 6 màu như này. Điều đặc biệt nhất của máy Hàn ấy thì riêng cái màu xanh này này là nó có bản 512 thôi nhá, chứ 128 nói thật với mọi người là không biết là liệu có thật hay không, nhưng mà mình bán kinh doanh mấy năm nay thì mình chưa nhìn thấy bất cứ một con máy Hàn màu xanh này bao giờ, bản 128 nào bao giờ, mà chỉ có thấy 512 thôi.
Đó, và năm 12 nữa thì có thể có màu trắng, có màu đen, màu này thì mình không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ mình chỉ có màu trắng, màu xanh này là có bản 52 thôi. Màu trắng thì có cả bản 128 nữa đây nhá. Đó, để mọi người nhận biết, chứ nếu mà mọi người đi mua máy Hàn mà màu xanh này mà bản 128 thì chắc là chắn là bị dựng ấy, bởi vì bản cá nhân mình chưa nhìn thấy bao giờ. Đó, thì là đấy, nó có bốn cái màu như thế này, và các màu thì các bạn cùng nhận diện nhé, để chúng ta có thể nhìn thấy mặt lưng thì chúng ta có thể nhận diện được là chúng ta có mua chuẩn hay không, đúng không? Là cái màu đi với nhau ấy thì nó cũng phải chuẩn đét. Đây này, bên mình dán cái này để bảo vệ cho camera nó không bị xước, hoặc là camera nó sẽ không làm xước màn hình, bởi vì nhiều khi phải chồng máy vào với nhau. Đó, nhưng mình cứ bóc ra thì mọi người thấy nó bị dính keo lem lem bẩn bẩn thì mọi người thông cảm giúp mình nhá. Nhưng mà mọi người mình thứ cố gắng là sao mọi người thấy cái hình dung nó tốt nhất. Đó, nó có cái màu sắc của nó. Đây, màu nâu đồng này. Đó, màu nâu đồng này. Đây. Ok. Đó. Đó, thì đó, lắp lưng của nó sẽ như này nhá. Thì mọi người cùng nhìn vào cái những cái màu sắc của máy Note 9 ấy, thì ngày xưa mình nhớ không nhầm là có lô đầu tiên nó bị fake. Thì hàng fake nhá, thì tất cả những cái máy Note 9, cái cụm camera này, cái này nó sẽ là cái kính rời ấy chứ không phải là kính liền đâu. Thì nó sẽ có màu lên màu đen hết, giống như cái này này, nó sẽ là màu đen hết, màu đen hết, màu đen hết, màu đen hết, màu đen hết nhá. Cả cái vân tay cũng sẽ là màu đen luôn. Nhưng mà hàng chuẩn nhá, thì cái màu lắp lưng như thế nào ấy thì cái viền camera nó sẽ có cái màu tương tự như vậy. Ví dụ như là lốp viền xanh này thì camera nó là màu xanh này, viền vân tay cũng vậy nhá. Trắng thì camera nó và vân tay sẽ là màu trắng này, đen sẽ là đen này, tím sẽ là màu tím này, màu nâu đồng sẽ là màu nâu đồng này, màu trắng bạc xanh này nó sẽ là trắng bạc xanh, à màu bạc xanh nhá. Thì ngày xưa thì các bạn còn nhìn lại chiếc Note 8 đấy, bạn nào sở hữu chiếc Note 8 ấy thì cái camera tất cả các màu đều là màu đen, riêng Note 8 nhá, nhưng Note 9 thì không nhá. Cái đấy là cái chúng ta có thể phân biệt được, Note 9, Note 8 thì kích thước y như nhau ấy, nhưng cụm camera hơi sau hơi khác tí, nhưng có Note 8 nó sẽ là màu đen hết. Đây là cái điều mà chúng ta nhận biết được khi chúng ta nhìn sau lưng. Và một cái nữa là khi mà chúng ta mua máy Hàn ấy, đây là máy riêng máy Hàn Quốc nhá, thì bao giờ đó, đứng sau lưng này nó có chữ Samsung này. Máy Nhật Bản sẽ không có chữ Samsung. Đó, máy của Nhật Bản nó sẽ không có chữ Samsung đâu nhá. Còn máy của Hàn Mỹ ấy, thì nó sẽ có thêm một chữ gọc giữ là Galaxy Note 9 ở đây. Đó, riêng máy của Mỹ nhá. Máy Hàn Quốc chỉ có chữ Samsung này, máy Việt Nam cũng vậy. Nhưng riêng của Hàn Quốc này nó có một dòng thông tin thôi. Đây. Của Mỹ nó sẽ nhiều dòng hơn và của Việt Nam cũng sẽ là nhiều dòng hơn, nó có một dòng thông tin thôi. Và bao giờ Hàn Quốc nhá, máy chuẩn nhá, trừ hàng Revobit, hàng Revobit thì gần như là máy Note 9 là mình không có. Note 10 thì mình có, Note 9 không có, là nó phải có eBay này này. Mày trùng cái máy này. Thứ nhất là cái dòng đầu tiên nó có tên mã là SMN960N nhá. SMN960N là riêng cho thị trường Hàn Quốc, của Việt Nam là SMN960F. Của Mỹ là SMN960U thì phải. Đó. Đó, riêng của Việt Nam, còn Nhật Bản nó có tên khác hẳn cơ chứ không phải 960 đâu nhá. Đó, riêng của Việt Nam à, của Hàn Quốc sẽ là N960N. Đấy, và bên cạnh cái đấy nó có sẽ có một số ký tự Hàn Quốc giống như là thể hiện là thông số số xuất kho cái gì đó, và một dãy số, và bên tiếp theo nó sẽ có email. Email nó sẽ là dãy số 15 chữ số và trùng với bên trong của máy. Đó, trùng bên trong máy, máy nào cũng có màu gì cũng có nhá. Và bên cạnh cuối cùng nó sẽ có tên nhà mạng. Đó, một số nhà mạng nó sẽ không in tên nhưng mà STK chắc chắn là phải in tên. Đây này, KT này, nhà mạng KT này. Đó, màu xanh cũng sẽ tương tự như vậy nhé. Bên nhà mạng này mình xem có cái nhà mạng LGU cộng không, xem nó có in không. Nó chỉ có 3 cái nhà mạng thôi mà. À đây này, cái này đặc biệt là nó có cái chữ OMD, không biết là của nhà mạng nào. Đó, OMD nhỉ. Đó, OMD hay DMD nhỉ. OMD đó, thì không biết là của nhà mạng nào. Cũng có dãy số email nhé. Đó, mình về nhiều nên mình có đủ. Đây OMD này, chắc là có cái nhà mạng thứ ba. Bên Hàn Quốc đa phần nó cũng có 3 cái nhà mạng chính mà. Giống như ở Việt Nam có Viettel, Vina với lại cả Mobifone, thì bên Hàn Quốc còn nhà mạng phụ, mà nhà mạng nhỏ thì không nói. Chứ bên Hàn Quốc thì nó cũng có 3, mình chỉ biết 3 cái nhà mạng chính thôi. Con này nó không in tên nhà mạng này. Đó, có một số con nó không in tên nhà mạng. Đó. Thì bên Hàn Quốc có 3 nhà mạng chính, nó là LG U cộng, cái nhà mạng này của LG nhá. Thì nhiều khi chúng ta bật máy lên nó sẽ hiện logo của LG. Nhà mạng SK Telecom và nhà mạng Korea Telecom. Đó, giống như Việt Nam Mobile, Việt Nam Telecom ấy. Đó, để thử xem là cái nhà mạng OMD nó sẽ là của nhà mạng nào nhé. Đây này. Đó, 3 cái nhà mạng thì bật lên thì nó sẽ hiện logo 3 nhà mạng khác nhau. Hình như là đây là phiên bản quốc tế này. Thì khi bật lên nó hiện chữ Samsung khởi động. Hay là nó chuyển vùng giống như clip hướng dẫn thì không biết. Đây là nhà mạng KT này. Đây, KT đó, mọi người nhìn không? KT này. Nha. Đó, có nhà mạng nào thì đúng như vậy luôn. Đây cũng không có logo nhà mạng này. Còn đây là SKT này. Để xem nào. Hết pin, hết pin, hết pin.
xem có cái nào SKT không, thử bật lên xem là nó logo của SKT không. Hết pin đây nhá, SKT nhá. À xem nào, đó nhà mạng khác nhau thì logo nhà mạng nó sẽ khác. Thì mình có cái mã ví dụ ở Android 9 ấy sao đó, SK này, SK Telecom này. Ở Android 9 là chúng ta có thể chuyển vùng thì quốc tế được, nó sẽ hiện chữ Samsung thôi, nó không hiện logo nhà mạng nữa và sẽ không có bất cứ ứng dụng nhà mạng nào. Con này hết pin rồi, mình sẽ chuyển thành con khác nhé, để tí chúng ta cùng xem bên trong. Đó, thì cái đường sau lưng là chúng ta xoay kỹ như thế thôi. Có nghĩa là mình nói lại là cái đường sau lưng thì chúng ta xoay kỹ là cái màu sắc của cái cụm camera này, màu sắc của cụm camera này, cái vân tay này, cái logo Samsung nó được in chìm này, cái phần in nổi nhá. Và logo Samsung nó sẽ theo cái màu của lưng máy nhá, ví dụ như đây là xanh này, trắng này, đen sẫm xám này. Cái này là riêng cái màu tím này nó sẽ là màu bạc này, riêng cái màu tím, mỗi cái màu tím này khác biệt nhá, là màu bạc này. Đấy, màu nâu này. Đó, và cái này nó là màu bạc kiểu bạc vẫn ngả xanh chứ không phải bạc như tím đâu nhá. Đó là cái logo Samsung này. Cái quan trọng nhất là cái dãy số bên dưới là phải có email và tên nhà mạng, còn nếu không có tên nhà mạng thì phải bật lên xem có không. Ví dụ như là bật lên mà lại logo của SK Telecom mà lại sau không in tên nhà mạng thì cũng có nhiều cái vấn đề đấy. Đấy, mình nói thật là như vậy. Còn hoặc là người ta có thể đã chuyển vùng mạng thì cũng có thể xảy ra trường hợp đấy, nhưng mà nếu là Android cao nhá thì gần như không có đâu nhá. Android 9 thì mới chuyển vùng mạng được. Thì mọi người mua cũng để ý như vậy. Đó, thì tiếp nữa thì chúng ta sẽ cùng xem đến cái viền. Thì đây ở mấy đây mình nói này, lô hàng này mình không phải lấy lô hàng giống như lô hàng S9 hay vài S9 mà lớt, mình sẽ lấy toàn hàng đẹp thôi. Hàng không đẹp mình không lấy. Nó thật là như vậy. Đây là gần như là lô cuối cùng của Hàn Quốc chuyển về Việt Nam rồi. Bây giờ nó là Note 2 S22 rồi. Thế nên là Note 9 là gần như lô cuối cùng rồi. Thế nên mình chọn đẹp nhá. Xấu thì mình đẩy đi rồi chứ mình không nhập. Mình để cho bên khác rồi. Đó, đây các bạn có thể nhìn này, mọi người có thể nhìn này. Tất cả các viền nó rất là đẹp, không cần móc luôn. Mình nói thật là như vậy, vẫn mặc dù mình có, vẫn có mã 95 là những cái mã bị xước này, mình chọn viền đẹp nhưng vẫn bị xước camera nhá, mình vẫn để mã 95 nhá. Đó, à xước vân tay đây mọi người nhá, nó đẹp như này cơ mà. Đó, cái đường viền của nó này gần như không cấn móp luôn, gần như không có xước luôn, thậm chí là xước luôn. Đó, cái viền đẹp này là con, tất cả những con kia đều giống hệt nhau, đây mình nhặt ngẫu nhiên nhá, tất cả những cái máy ở đây đều giống hệt nhau nhá, đều không có cấn móp luôn. Đó, mọi người nhìn nhá, nhìn sơ qua đây. Đó, mình nhờ hai con màu xanh bạc này, không cấn luôn nhá. Đó, hai con màu xanh bạc này. Đó, không cần luôn này. Đây, màu đen vậy này, đẹp luôn này nha. Thế nên là mọi người đang đi mua chiếc máy Note 9 này trong thời điểm này ý, mà tầm khoảng trên 5 triệu thì mọi người phải mua được những chiếc máy đẹp như thế này nha. Chứ nếu mà bị xước bị ấy rồi thì tốt nhất là mọi người không nên mua. Đó, nó phải đẹp như thế này này. Kháng sinh tất cả các thứ đều đẹp nha. Ok, thì nhân tiện thì chúng ta đang xem viền đúng không? Thôi mình lại bỏ xuống đống này xuống này, cầm nhiều quá lại sức bố mất. Sức mất lại phải bán thành 95 cho mọi người thôi. Rồi, khách hàng thôi. Toàn giá trị cao cả đúng không? Đó. Đây nhá, nhân tiện thì đang cầm xem viền đúng không? Thì mọi người cùng xem cho mình cái khe này nhá. Cùng xem tất cả khe này xem nó có gì bất thường không. Đây. Nó chỉ cần có một cái vết hơi đen đen ấy. Thì mọi người nhìn kỹ cho nó là vết keo hay là vết bẩn. Nếu là vết keo thì chắc chắn là bị bóc rồi đấy, nó dán lại keo bởi vì bây giờ nó dán gần như được áp suất ấy. Nhiều người ta giỏi dán được áp suất lắm. Đó, mặc dù là những chiếc máy này thì cũng lâu rồi, áp suất cũng nhẹ rồi, nhưng mà chúng ta còn áp suất thì cũng tốt hơn đúng không? Những cái viền này. Đó, chúng ta còn nhìn kỹ cái viền xem có bất thường không? Nó phải nét nhá, nó phải đều nhá, không có gì bất thường là ok nhá, bóp cho nè. Bóp cái viền này xong bên lại cả cái lưng này xem nó có bập bùng gì không. Đó, bóp nó cái nét như này này. Đó là được. À, ok. Nhân tiện xem cái viền thì cùng xem cái nút cho nó có chắc hay không. Đấy, nút xem nó có chắc hay không này. Đó, nút mà nó long cọc lên ấn hai bên nó không đều nhau ấy thì là nó dùng quá nhiều rồi, nó bị lì nút này hoặc là nó bị làm lại rồi. Đó, ấn cái nút nó phải đều nhau này. Thì bên này nó có cái nút to nhỏ, nút to nó nhỏ này, bên này là cái nút trợ lý giọng nói biết bài này, bên này là nút nguồn nhá. Đó, nguồn như này. Đó, xem nha. Đó. Xem kỹ lại cái viền lần nữa này, xem là nó có bị cháy xước hay không. Thì cái viền này ấy, nó là cái viền bằng kim loại nhé. Đó, được phay xước này, rất đẹp này. Đó, được phay đường nét rất đẹp này. Chính là những con máy bây giờ nó không phay đẹp như con này đâu. À, đây là xem nào, xem thử Note 10 này. S20 FE nhé, nó để bo thôi, nó không phay như dòng Note 9 đâu. Đó, nó chỉ có bo thôi. Đó, Note 10 đâu. Đây, Note 10 này. Note 10 chỉ có bo thôi chứ không bị phay nhá. Note 9 phay rất đẹp. À, mình thích cái phay của Note 9 này. Đây mọi người nhìn nó phay xước này.
Đó, nhìn nó phay bằng rất đẹp luôn. Đó, nó chín nó sẽ phay nha. Nhìn cái đường phay của nó vậy này, cái viền này xem đường phay nhá. Đều tăm tắp luôn. Chứ nếu mà nó không có đường phay này thì nó bị sơn lại rồi. Ngày xưa mình có một lô máy mình lấy về nhá. Viền đẹp lắm. Nhưng mà nhìn kỹ là hóa ra cái viền là viền sơn lại. Đó, nó phải đường phay nét thế này nhá. Đó, mọi người nhìn nhá. Đó, đường phay nét này. Đó. Nhưng mà bây giờ nó không có đường phay hoặc là nó ấy là bị sơn lại đấy. Đây, ví dụ cái màu trắng này khó nhìn, cái màu khác là nhìn cái đường phay nó bóng hơn là cả cái cạnh bên cạnh. Đó. Không chưa? Mình thì cá nhân mình thích dùng Samsung nên mình xoay rất kỹ Samsung luôn. Mình đang dùng một nốt, đang quay phim bằng cái nốt 10 mà. Đó. Thì ở trên cái đường viền này này thì nó sẽ có một cái số chỗ mà nó được khoan lỗ ở đây. Như ví dụ đây là chỗ đồng sim này. Cái này là cái mic phụ ở bên trên camera để quay phim này. Cái dưới này là cái mic đàm thoại này, những cái lỗ loa này. Đó, những cái lỗ này ấy, thì nó sẽ làm cái đường rất là đều nhé. Mọi người cùng xem nhé. Đường rất là tròn này. Chứ còn nếu là hơi phay sơn một tí ấy, thì là phun lại đấy, phun sơn lại đấy. Đó, nhìn rất là tròn này. Mọi người nhìn nhá. Đó. Đó. Ngoài ra ấy, thì trên cái này nó có những cái phần nhựa. Ví dụ như phần này là nhựa này, phần này là nhựa này. Đây thì đây là cái khu vực mà nó để làm anten ấy. Đó, thì những cái phần nhựa này nó cũng sẽ có màu riêng biệt cho từng máy. Cái này thì ít bị fake lắm, nhưng cái phần nhựa này và cái phần trong phần loa cắm này và cái phần chân sạc này nó sẽ có màu giống nhau. Đó, và cái phần màu riêng biệt nhé, ví dụ đây màu tím nhé, màu xanh bạc ấy, thì nó sẽ là hơi màu xanh bạc một chút. Màu tím này nó sẽ là màu tím này, màu xanh bạc nó sẽ là màu bạc xanh nhé. Màu tím sẽ là màu tím này, màu trắng tất nhiên rồi, nó sẽ là màu trắng này. Đó, cháo lòng. Màu xanh 52GB thì nó sẽ là màu xanh đen nhé. Màu đen xì thì ở đây màu nâu thì nó sẽ là màu nâu này. Đó. Màu đen xì này cũng sẽ là màu đen xì này. Đây. Thì mọi người nhân tiện mọi người nhìn luôn cái chân sạc có bị cắm nhiều hay không. Đó, chân sạc mà nó còn đẹp, nó ít cắm nhá. Như thế này này. Đó, vẫn còn sạch sạch này. Thì ổn. Chứ còn chân sạc mà nó bị cắm nhiều quá hoặc nó bị nứt gãy rồi thì không nên nhá. Bởi vì cái chân sạc của chiếc máy này nó còn liên quan đến vấn đề sạc nhanh cơ. Type C 8 chân chứ không phải là 4 chân như những chiếc ngày xưa. Thế nên là chân sạc nó chỉ cần bẩn phát là nó kém sạc nhanh như đấy. Hay mọi người cần chọn là chân sạc phải nét nhá. Đó, đây là cái đường viền. Xong cái đường viền xong chúng ta sẽ lật cái mặt trước. Cùng xem mặt trước. Từ dòng Galaxy S8 trở đi thì S7, S8 thì đấy là mặt trước nó chỉ có một màu đen thôi. Hình như S8 chỉ có một màu đen thôi và không có logo của Samsung đâu nhé. Không có logo của Samsung, không có logo của bất cứ nhà mạng nào cả. Nó chỉ là một màu đen thôi. Mình nghĩ là có lẽ là Samsung nó để tiết kiệm chi phí sản xuất. Chứ ngày xưa thì nó bị mất đường, nó thêm nó in đấy. Thế nó tốn, hoặc là mỗi nhà mạng nó in một cái logo nhà mạng khác nhau, nó tốn, thế là nó bỏ. Giờ nó chỉ là mỗi màu đen thôi để tiết kiệm trong quá trình sản xuất đúng không? Đó là mình nó vui như vậy. Nhưng nó chỉ có màu đen thôi nhá, mà cái màu của màn hình ấy, nó màn hình của Samsung là màn hình rất là cao cấp, màn LED rất là cao cấp. Đó, thì nên là nó sẽ rất là đen, mọi người nhìn nhá. Cái màn hình còn lại rẻ tiền nhá, cái loại fake ấy thì nó sẽ là màn hình TFT loại LCD rẻ tiền thì bao giờ tấm nền của nó hơi trắng trắng một chút. Hơi xám xám một chút. Thế nên là khi mọi người mua online, mọi người bỏ chụp ảnh cho mọi người xem thì khi chụp ảnh nó đen như này là đen như một khối này thì mới chuẩn. Thế còn nếu mà mọi người cầm trên tay ấy, mọi người bật lên ấy thì cái đường viền của nó rất là đều và đẹp này. À, đường viền của hai bên cạnh này. Thì cái dòng Note 9 nó vẫn không viền mỏng như dòng Note 10. Note 10 thì dưới này nó mỏng rồi, trên này nó mỏng rồi, nhưng Note 9 thì hai bên này nó vẫn hơi dày một chút nhá. Nhưng cái viền hai bên này rất đều này. Các góc này là bo chứ không phải góc nào nhọn này. Đó, mà cái mặt cong của nó ấy là nằm ở bên ngoài, nhưng có nghĩa là viền đen sau đó đến cong xong rồi đến màn chính. Chứ hàng fake ấy thì hay là đen, chứ chỗ cong cũng là đen và bên trong nó chỉ có vuông vuông nhỏ nhỏ này thôi. Hàng fake là hay bị như vậy. Đó, thế nên khi mọi người nhìn cái màn, mọi người nhìn nhá. Đó, đen xì này. Đó, đen xì này, không một cứ bất cứ logo, nhìn xoay kỹ những cái mép này xem nó có bị chóc sơn bên trong hay không. Nó không chóc là ngon nhá. Đó. Không chóc mà sơn bên trong phần đen là ngon này. Đó, còn tiếp nữa là chúng ta soi cùng đến cái cụm quan trọng nhất ở trên này. Đó là cái cụm loa trong và cái cụm camera. Loa trong thì nó phải bẩn bẩn một chút, không đẹp quá là không được mới qua, hoặc là không có loa trong là chết dở, nhưng nó phải có loa bụi màng loa trong. Mình nhầm là không có màng loa trong là chết dở, nó phải có màng chắn bụi loa trong. Đó, đến cái mục camera này thì nhân tiện chúng ta lật lại. Chúng ta xem cái camera đằng sau. Chúng ta xem camera đằng sau nhé. Xem kỹ nhá, xem nó có bụi hay không. Thì cái này là nó sẽ có hai camera. Nó cũng sẽ là camera cao cấp, nó rất là đen rồi này. Rất là đen nha, cái bên nhỏ rất là đen, cái bên to thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái viền bên trong xung quanh, nhưng mà cái thấu kính chính nó rất là to. Nó thì đây là hai camera thôi. Nó có hai camera thôi nhá. Đó, và bên này nó sẽ để là flash, ở đây nó sẽ là cảm biến như là đo nhịp tim hay là gì đó chẳng hạn. Giang sang nó 10 nó bỏ cái này mất rồi, không còn cái này nữa rồi. Đó, đây nó sẽ có cảm biến như thế. Đó. Đấy, chúng ta sẽ soi kỹ xem nó có bị bụi không. Bụi bên trong thì chúng ta bỏ nhé. Có bụi bên trong thì bỏ luôn. Bởi vì như mình có bụi bên trong mình sẽ bỏ luôn, mình không bán nữa. Đó. Còn phía trên này này.
phía trên này nó là một cái tổ hợp toàn bộ cảm biến bóng mắt, cảm biến ánh sáng cũng như là camera trước, thì camera trước chúng ta nhìn thôi, còn riêng những cái cảm biến này chúng ta phải nghiêng ra mà nhìn thấy. Thì nó tất cả ở đây nó có tất cả là 5 cái lỗ cảm biến. Đây có một cái bên cạnh nha, ở bên cạnh camera thì có một cái hơi mờ nha, chúng ta nhìn nó tròn tròn này. Thì 5 cái đây, có 4 cái bên này này, 4 cái bên này thì chúng ta cùng có một cái ở thứ hai thì ngoài vào sẽ tương tự với cái camera kích thước. Còn những cái này nó sẽ nhỏ hơn nhé, mà không đều nhau. Chắc chắn là một cái là tất cả những lỗ này sẽ không đều nhau. Chúng ta cứ mua một cái máy chúng ta soi mà thấy thiếu một cái chúng ta bỏ, chúng ta đừng lấy nhá. Thiếu một cái tròn tròn này chúng ta bỏ chứ không lấy nữa. Đó là một cái mà khi chúng ta mua được những cái nó chín này. Đó, còn cái cuối cùng ở hình thức bên ngoài chúng ta cùng xem về cái bút. Cái bút nó cũng sẽ có màu sắc quy định đấy nha. Thì khi mà mặc định ấy thì chúng ta rút bút ra thì cái mực của cái bút nó sẽ có cái màu giống như ấy, thì mình không nói nữa. Các bạn cùng xem lại clip ngày trước mình hướng dẫn nốt chín ấy thì có là chúng ta sẽ rút. Bây giờ là máy này đều chưa kích hoạt bởi vì mình test xong mình format đi rồi, mình không kích hoạt. Đó, cái này là vết bẩn thôi. Đấy, thì nhưng mà cái bút nó sẽ có màu sắc đúng quy định nhá. Đó. Mọi người nhìn nhá, đây này. Các bạn nhìn nhá. Đó. Đúng cái màu sắc quy định này, như màu tím này. Còn đây là toàn bộ là bút zin nên cầm rất là nặng và chắc chắn nhá. Đây, bên nhà vận chuyển thì người ta còn phải dán bảo hành cả cái bút cho mình như này. Đó, rất là chắc chắn nha. Riêng cái màu này nó sẽ là màu bà vàng này. Đó, sản phẩm đặc biệt, rất đặc biệt, 512GB. Và cái bút nó sẽ là màu vàng. Cái đầu này và màu, cái này nếu mà lúc mua mới full box này chúng ta sẽ được tặng hai bút. Một cái bút màu vàng và một cái bút màu bạc thì phải, hay màu xanh ấy. Nhưng mà gần như nó chỉ còn lại cái bút màu vàng thôi, chứ màu xanh thì mình không nhìn thấy. Bút phụ gần như là người ta cũng không để ý. Đây, màu nâu này. Đó, màu đen nha. Màu đen này. Đó, màu trắng nha. Đó, màu trắng rất đẹp, màu trắng sứ. Cả thân bút này là màu trắng sứ luôn, rất đẹp. Đó, mọi người nhìn này. Đó. Ok, hình thức bên ngoài như thế là được rồi nhá. Còn bây giờ mình sẽ kích hoạt bên trong và mình hướng dẫn mọi người tiếp, mọi người cùng đợi mình nhá. Ok, đó, kích hoạt mã mới xong. Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta đi mua máy ấy, các bạn đi mua máy ấy, thì tất nhiên rồi phải kích hoạt lên nhỉ, kích hoạt lên để làm gì ạ? Việc đầu tiên thì xem eBay đã. Đó, sao thằng không 6 thằng a con này lên 2 sim này, thằng nào bật lên logo của Samsung lên 2 sim rồi nhá, thì nó sẽ có 2 eBay giống hệt nhau. Bởi vì là máy Hàn thì nhiều người đang hiểu lầm cái vấn đề là máy Hàn 2 sim, thực ra là máy Hàn chỉ một sim thôi, nguyên gốc máy Hàn chỉ một sim thôi, nhưng mà máy Hàn có thể độ được 2 sim, có thể chạy phần mềm được 2 sim. Thì khi chạy phần mềm 2 sim nó sẽ là eBay 1 và eBay 2 giống hệt nhau, và chúng ta lắp được 2 sim đó. Thì chúng ta quan trọng là chúng ta xem eBay nhá, là 5370 này ở đằng sau này. Đó, chúng ta xem lại là sao có đúng không, 5370 này. Đó, phải trùng mới chuẩn nhá, còn nếu không trùng là thay lưng rồi hoặc có vấn đề rồi. Đó, phải trùng này. Đó là cái việc đầu tiên, là chúng ta phải xem là eBay có trùng hay không. Việc thứ hai là chúng ta kiểm tra áp suất. Thì những cái máy này nó đã cũng lâu rồi, thế nên áp suất nó không được khỏe nữa nhưng cũng phải có. Đó, ví dụ ở đây này, mình đang có cái đây là áp suất nhá, là 1004 này. Thì mọi người đừng hiểu nhầm, cái đằng sau nó không liên quan đâu nhá, nó chỉ liên quan số 4 thôi nhá. Là chúng ta sẽ dùng hai tay chúng ta ấn lực vào màn hình một chút này. Tất nhiên là cái khai sinh phải khít nhá. Đó. Đó, mọi người lên nhìn lên nhảy lên 5 không? À. Đó, những cái số 4 nhảy lên 5 nhá. Là còn áp suất nhá. Đó, là còn áp suất. Đó, là cái áp suất này chúng ta phải kiểm tra phải có nhá. Thì nhân tiện đây chúng ta cùng nhìn cái màn hình này, bởi vì những cái dòng Samsung này nó hay bị ám màn hình. Mà ám màn hình giá trị rất là rẻ nhá. Thế chúng ta cùng nhìn xem là nó có bị ám hay không. Thì ám ví dụ như là dưới này nó cũng có nguyên cái bàn phím nó hơi mờ đây. Thì nó bị ám màn hình, hoặc là nó có một cái đường màu trên dưới, một cái đường thẳng màu hơi đục hơn, hoặc là có một đường màu khác thì nó bị ám màn hình rồi. Màn hình nó còn nguyên zin và đẹp ấy thì nó còn trắng tinh như này. Đó, mọi người cùng xem nhá, hoặc là chúng ta có thể vào đây chúng ta nhìn này. Đó, có cái màu khác màu đỏ đi là bị này. Đó thì nó bị ám. Đó, thì khi việc đấy là chúng ta ám màn hình thì chúng ta không nên lấy, bởi vì ám màn hình là bên mình không bán, hoặc là bán, có bán thì bán thật rẻ hơn cả 95. Ví dụ như một con máy ngon như con này nhá là hơn 5 triệu chẳng hạn, nếu ám màn hình thì chỉ hơn 3 triệu rồi, rẻ hơn 2 triệu, mình nói thật là như thế. Thế nên chúng ta cũng phải xem cái ám màn hình không. Cái tiếp nữa là chúng ta cùng xem những cái camera. Cái này thì mình sẽ hướng dẫn nữa, hay cảm ứng. Đó, cảm ứng thì chúng ta mình sẽ như này. Đó, mình sẽ vuốt hết cái này, nếu nó đều nhá, đều tay nó không đứt đoạn nhá là được. Chúng ta sẽ vuốt hết đây và vuốt hết nó mới ra nhá, vuốt hết những cái đường chéo này nó mới ra nhá. Chứ nếu không vuốt hết thì chúng ta sẽ không thoát được cái chế độ này đâu. Đó. Ok, như này là cảm ứng ngon nhá. Đó. Cái này đấy, chúng ta chỉ cần test như thế thôi là áp suất còn này, số eBay trùng này, là yên tâm là con này là main mấy máy là còn gì nữa đấy, đúng không? Là còn khá là ngon rồi. Còn 80% là ngon rồi. Đó. Thì nhân tiện đây thì cho các bạn xem cái này này. Đây ví dụ như bút nhá, thì vừa format xong ấy, tức là chế độ mặc định đúng không? Nó cái màu mực nó giống cái màu của bút. Đúng rồi, thế này. Đó, màu xanh xanh nhá. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Thấy chưa? Đó. Màu tím nhá.
Thì cái màu của mực này thực ra thay đổi được mà. Nhưng mà mặc định thì bao giờ nó cũng sẽ có màu như thế. Tắt màn hình đi nhá. Rồi rút cái bút này nhá. Một tím này. Đó, một tím này. À, viết lên đây một tím này. Đó, thấy chưa? Đó, phải như vậy mới ngon. Đây ạ, màu xanh nha. Đây. Lắp vào này. Rút ra này, màu vàng này. Đó, cái này màu xanh nhưng bút là màu vàng đó, thấy chưa? À, bởi vì bút màu vàng thì quên, cái này màu vàng, bút phải màu vàng. Màu nâu cũng tương tự như vậy luôn. Đó, cái này thì ngày trước mình đã làm clip hướng dẫn rồi, nó cũng có rồi đúng không? Nó chỉ là trải nghiệm sơ qua thôi. Quan trọng nhất là cái áp suất kìa. Đây này. Đó, màu nâu này, đó mọi người thấy không? Đó. Chuẩn nha, còn cái này nữa. Một cái này cũng phải chia sẻ mọi người vì cái này nó mang tính tham khảo thôi. Đó là có một cái phần mềm để test. Thì tất cả những chiếc máy này đều là sử dụng chip Exynos nhá. Sang lên Note 10 thì bản 5G, sang Note 20 bản 5G thì mới dùng chip Qualcomm và máy Hàn thôi. Chứ còn máy Hàn từ Note 10 đổ lại thì dùng Exynos hết. Đó, thế nên là mình sẽ không nói sâu về chip nữa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần mềm này. Cái phần mềm bây giờ nó không còn trên Google Play nữa mà chúng ta phải tải từ từ APK Pure nhá. Đó, Phone Info của riêng của Samsung. Cái này rất là hay. Đó, nhưng chỉ mang tính tham khảo thôi. Đó. Đó, đây, ở trên này nó sẽ có màu. Đó là cái phần mềm Phone Info, mình đang làm quản lý thì có khách để phải chạy ra. Đó, Phone Info đây, đó. Ví dụ như là các bạn cài xong các bạn bật lên nhá, thì nó sẽ có cái thông tin được ngày sản xuất. Ở đây là ngày sản xuất là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2019 này. Cái cờ nốc 10x1 nó nghĩa là bị nhảy cờ nốc rồi, nghĩa là con này lên 2 SIM rồi, không có ROM gốc nữa. Đó, thế nên nó hiện chữ là N960F ở đây và đua SIM. Bởi vì con này chạy lên 2 SIM rồi mà. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái màu sắc này nó không thay đổi nhá. Đó, ví dụ đây là màu xanh bạc này. Đó, thì ở bên dưới này nó sẽ là màu bạc này. Đó. Máy này thì bên mình nhập về test mấy hôm trước, chắc là bạn nào bạn thử và chạy rồi. Bên mình hoàn toàn, nếu mà mọi người mà mua những sản phẩm này nhé, bên mình hoàn toàn chạy hay 2 SIM miễn phí cho mọi người. Đó, không mất tiền lên 2 SIM, mình chạy miễn phí nha. Đây, ví dụ đây là màu tím chẳng hạn, thì đây dưới này sẽ là màu tím này. Vi phạm của nó là 0.0, con này ROM gốc này. Đó, thì nó báo đúng là N960N nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái ngày xuất xưởng là ngày 15 tháng 11 năm 2018 này. Đó. Ngày xuất xưởng nó báo luôn. Và chúng ta ngày xuất xưởng nó khác với ngày kích hoạt nhé. Đó, cái ngày xuất xưởng là nó sẽ khác với cái kích hoạt. Mọi người lưu ý là ngày xuất xưởng nó sẽ khác với ngày kích hoạt nhé. Đó. Ví dụ đây là màu xanh này. Ngày 28 tháng 9 năm 2018 này. Đó, màu xanh này. Đó, báo đúng là màu xanh luôn. Đó, mọi người thấy không? Báo đúng là màu xanh luôn. Cái này là màu tím nhá, à màu nâu nhá. Đấy, báo đúng màu nâu này. Đấy, đó, màu nâu này, sản xuất ngày 18/1/2019 này. Đó. Đây, đây là màu đen này. Ngày 29/8/2018 này. Đó. Đây là màu trắng này. Ngày 8/12/2018 này. Đó, cái này là hai cái nó báo được cái như thế. Nếu mà chúng ta rút máy, chúng ta còn hình như chúng ta còn xem được số lần cắm bút, số lần rút ra cơ. Nhưng mà cái đấy chỉ mang tính tham khảo thôi. Chưa đến đây này. Đây sẽ báo được RAM, camera, đó, cá nhân này. Ngày kích hoạt, bên này có ngày kích hoạt này, kích hoạt là ngày 22 tháng 6. Thi thoảng mình sẽ vẫn xem được ngày kích hoạt. Ngày trước mình nhớ là không xem được ngày kích hoạt. Đây, ngày kích hoạt là 19/1/2019 này đó. Đây, chúng ta cái phần mềm chúng ta rất là hay, chúng ta có thể xem được. Đó. Vừa lại có khách các bạn. Đang đông khách quá mà làm không kịp lại chạy vào quay tiếp. Đó thì cái này chỉ xem đơn giản như vậy thôi. Về cách xem chi tiết thì các bạn có thể xem lại clip mình hướng dẫn xem Note 9 của Hàn Quốc mình đã từng làm rồi ấy, thì sẽ chi tiết hơn một chút. Thì ở đây thì thực ra mình làm clip này chủ yếu là mình giới thiệu các bạn biết là mình đang về rất là nhiều hàng Note 9 và giá rất là rẻ thôi. Hiện tại mình đang nói clip này là các bạn xem ngày xuất bản nên mình xuất bản clip này nó rơi vào tầm khoảng tháng đầu cuối tháng 4 của năm 2022, giá hiện tại bây giờ chỉ hơn 5 triệu một chút xíu thôi. Có cả 512 lẫn 128, bản 512 thì cũng chỉ tầm khoảng 6 triệu. Đó, hơn trăm mấy trăm. Thế nên là các bạn muốn mua bản 512 không còn nhiều nhỉ, thì các bạn có thể là comment dưới video này, hoặc là các bạn có thể đặt hàng ở trên website msm.vn, mình để link ở dưới mô tả đấy, hoặc là các bạn có thể là inbox vào Facebook msm.vn luôn đó, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho mình số điện thoại là 0888888641 và mình sẽ nhận đơn hàng. Thì khi nhận được hàng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt hàng. Thì đặt hàng thì bên mình sẽ có COD nhá, các bạn không cần phải thanh toán trước đâu. Khi nhận được hàng thì các bạn mới phải thanh toán, và các bạn có hoàn toàn có thể kiểm tra test thoải mái trước khi thanh toán. Có nghĩa là mình sẽ set up với shipper cho các bạn khoảng 10 đến 15 phút để các bạn có thể test máy được mà các bạn phải thanh toán nhé. Thì những tất cả những cái máy mình ship đi thì bên mình đều bảo hành tất cả là 12 tháng, trong đó là các bạn mua online thì sẽ được 1-1 trong vòng 45 ngày. 45 ngày lỗi thì mình cứ đổi cho máy con khác, không bị rơi vỡ vào nước là được. Còn phần cứng còn lại thì mình sẽ bảo hành trong vòng 12 tháng nhé. Đó. Thì ngày hôm qua giới thiệu quảng cáo như vậy thôi. Đó, các bạn xem thấy hay thì các bạn chia sẻ mọi người xem, nhớ cho mình một like ủng hộ nhá. Cảm ơn các bạn xem clip. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.